Xin kính chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với chủ series Học cùng sinh viên EDX. Mình sẽ giới thiệu, mình là Nguyễn Trần Cao Việt Phúc, hiện đang là sinh viên khoa 3 của trường đại học EDX. Và số sinh viên của mình là CUV021HB022. Và hôm nay chúng ta lại cùng tiếp tục đến với bộ môn mang tên Focus on Each Silence. Và trong buổi video ngày hôm nay thì mình sẽ review và mình sẽ nói về nghĩa là từ khóa tâm đắc trong buổi học vừa rồi. Chính là buổi học số 16. Thì đối với trong buổi học này, mình thấy một điều mà như buổi review của video trước mình đã trình bày cho các bạn đấy là về hãnh diện. Thì từ khóa tâm đắc ngày hôm nay thì mình cũng sẽ nói sâu hơn, kỹ hơn về hãnh diện, mình những gì mình đã tìm hiểu và đã học được qua từ khóa hãnh diện này. Thì đối với chúng ta sẽ là thì nói đến hãnh diện thì chúng ta hay nghĩ theo một chiều hướng tiêu cực nào đó, đúng không? Nhưng không, cái gì cũng vậy, nó đều có hai mặt của nó cả. Một mặt là tích cực, mặt còn lại chính là tiêu cực. Và hai cái này luôn luôn là song hành cùng với nhau, vì không có cái nào là mang lại nhiều điều tốt đẹp hoặc là không mang lại nhiều điều tốt đẹp cả. Cái nào, khía cạnh nào và cũng đều có hai mặt của nó hết. Và hãnh diện là một trong những cảm xúc mà có khi là đáng quý hoặc đáng trân trọng trong của chúng ta, vì đó là một đời sống văn hóa. Vì hãnh diện là khi mà chúng ta cảm thấy là tự hào về bản thân của mình, tự hào về những giá trị riêng mà mình đã được tạo dựng, và hãnh diện tin những gì mình đã có, mình đã làm được, mình có thể tự hào hơn. Cũng như là một, nó sẽ tạo cho mình một nguồn cảm hứng, nó khích lệ tinh thần của mình, và điều đó nó cũng sẽ giúp cho chúng ta đó là đạt được nhiều kết quả thành công hơn. Vì khi mà chúng ta hãnh diện là tự hào về những gì mình đã làm, tự hào về những gì mình đã làm, mình có lòng tâm, mình hướng đến và mình muốn nói cho mọi người biết là ô, cái này tôi có thể làm được, các bạn hãy tin tưởng vào tôi. Đấy, đó chính là một phần của hãnh diện. Chúng ta phải nghĩ theo điều chiều hướng là tích cực lên. Và điều đầu tiên trong hãnh diện thì chúng ta sẽ cùng nhắc đến, đó chính là hãnh diện sẽ tạo cho chúng ta hướng đến mục tiêu và tự hào về chính những gì mình đã làm được và đã thành công làm được. Đầu tiên sẽ giúp cho chúng ta đó chính là đặt ra mục tiêu cho bản thân mình để chúng ta có thể hướng đến, vì chúng ta hãnh diện mà, chúng ta phải hãnh diện cái gì, chúng ta phải làm được đấy, cái đấy đúng không? Đúng. Như vậy thì chúng ta mới có thể, mới nhờ nó tạo ra nguồn cảm hứng của mình để mình có thể kích thích bản thân mình, có thể dám vươn lên, dám đương đầu với mọi khó khăn, thử thách để phát triển bản thân của mình và để có thể là mang đến một giá trị nào đó cho xã hội. Mà thậm chí đầu tiên đó chính là cho bản thân mình trước, rồi mới cho xã hội. Chính bản thân mình mà còn không làm được, không mang lại một giá trị nào đó thì rất khó để chúng ta có thể lan tỏa những giá trị ra bên ngoài xã hội. Chính vì vậy, cái sự hãnh diện đấy là nó kích thích cho trạng thái tâm lý của ta, một trạng thái là vui vẻ, có thể hạnh phúc vì những gì mình đã làm được và tự hào về nó khi mà chúng ta đang hướng đến một điều cảm giác này tốt đẹp hơn, hướng những điều tích cực. Và thứ hai, hãnh diện nó cũng sẽ giúp cho chúng ta chính là tự tin, tin tưởng vào bản thân của mình hơn. Đồng thời, nó sẽ hướng cho chúng ta có những điều mà chúng ta cần nên học hỏi và cách nhìn nhận rõ vấn đề. Vì sao? Vì khi mà chúng ta có lòng hãnh diện, hãnh diện là một trạng thái tâm lý của mỗi người chúng ta, nó dường như là một nét sống văn hóa, vì nó luôn luôn là gắn liền với chúng ta mà. Chúng ta muốn làm gì hoặc là muốn làm gì mà không có nguồn cảm hứng hoặc là không có sự hãnh diện hoặc là tự hào về bản thân mình thì rất khó để chúng ta có thể phấn đấu vươn lên được, đúng không? Thì đôi khi trong cuộc sống của chúng ta luôn luôn là phải có sự kích thích nào đó, kích thích để chúng ta vươn lên, kích thích để chúng ta, nó coi như là một nguồn động lực cho mình để mình dám đương đầu với khó khăn và thử thách để chúng ta hướng đến. Và như vậy thì chúng ta đã thấy được rõ hãnh diện nó mang lại nhiều điều tích cực. Đầu tiên đó chính là phần chính là tạo cho mình hướng mục tiêu, tạo cho mình một nguồn động lực để mình có thể phấn đấu và đạt được nhiều thành quả, đúng không nào? Đúng. Thứ hai là nó mang sẽ lại cho sự tự tin của mình hơn, cho mình giàu cảm xúc hơn, mình tự hào về bản thân mình hơn, tự hào về những giá trị riêng biệt mà chính bản thân mình đã tạo ra, đã làm ra được. Đấy, nó cũng giúp kích thích khả năng của mình, kích thích mình có thể là cố tiếp tục phát triển và phát triển hơn nữa, không ngừng nỗ lực để có thể phấn đấu và tự hào về bản thân và tự hào về những thành quả mình đã đạt được. Tiếp theo là về sự hãnh diện của mình, nó cũng có thể lan tỏa ra mọi người xung quanh.
tôi làm được, các bạn tin tưởng tôi và tôi cũng tin tưởng các bạn, đúng không? Hãy tạo cho mọi người xung quanh có nhiều nguồn năng lượng tích cực, những suy nghĩ tích cực về sự hãnh diện, để khi đó họ luôn tự hào và họ luôn tự tin về bản thân của mình, và từ đó họ sẽ từ đó muốn hãnh diện, đúng không? Chúng ta phải có niềm tin cho bản thân mình, phải niềm tin để hướng đến những mục tiêu và những giá trị cốt lõi, để cho chúng ta có thể hiểu rõ và nắm bắt những gì mà chúng ta đang hướng đến, những mục tiêu mà chúng ta đặt ra, hoặc là những thói quen chúng ta muốn thay đổi bản thân của mình, để cho bản thân mình có một lối sống lành mạnh và muốn phát triển về mặt nhận thức, hoặc là muốn học hỏi thêm về nhiều kiến thức hơn. Kiến thức thì chúng ta cũng phải có một niềm tin và muốn luôn luôn là cởi mở và sẵn sàng chào đón những năng lực tích cực cho bản thân mình, những thành quả mình đạt được. Mình cảm thấy mình rất tự hào và để làm được mình cảm thấy rất tự hào, đúng không? Đúng, nó sẽ coi như là nguồn động lực mình tự hào. Được rồi, mình sẽ cố gắng tiếp tục hơn nữa để xem bản thân mình, khả năng của bản thân mình có thể đến đâu và bản thân mình làm được như thế nào. Đấy cũng là điều luôn, nó sẽ luôn luôn kích thích cho bản thân mình phát triển không ngừng nghỉ, để có thể là trở thành một phiên bản hoàn hảo nhất của trong chính bản thân mình. Nhưng chúng ta nói rồi, đầu tiên luôn có hành diện thì có mặt tích cực, và bây giờ sẽ là mặt tiêu cực của hành diện. Như chúng ta hay biết, cái gì nhiều quá cũng không tốt, hành diện cũng vậy. Đôi khi mà chúng ta hành diện quá thì có khi là trở nên kiêu ngạo, kiêu căng này. Đó chính là kết quả của sự hành diện quá đà, mà chúng ta không thể kiểm soát được, kiềm chế được những hành vi của mình, những cử chỉ, những lời nói của mình, cảm giác như là mình đang khoe khoang hoặc là đang khinh thường người khác. Đấy chính là điều mà hãnh diện, nó là mặt tối của sự hãnh diện. Khi mà chúng ta không thể kiềm chế được, kiểm soát được hành vi của mình, để mình nói ra, mình hành động ra để khiến cho người khác có thể suy nghĩ sai lầm, lệch lạc về chính thành tựu của mình. Ví dụ như tôi, ví dụ như có một người đó phát minh ra một chiếc xe đạp chẳng hạn. Ok, được. Chúng tôi thế ban đầu là hãnh diện và tự hào. Tự hào theo chiều hướng tích cực là tôi đã tạo ra chiếc xe đạp để mong muốn cho mọi người có thể là thuận tiện trong việc đi lại hơn. Đấy, nói như vậy, đúng không? Đúng. Mọi người cảm thấy là phát minh này thật sự tuyệt vời, và phát minh này nó sẽ giúp cho mọi người rất nhiều điều về sự đi lại này, thuận tiện trong di chuyển và có thể là chở hàng hóa. Vì tôi làm điều này mong muốn là giúp gắng sức cho mọi người để có thể là bớt đi những gánh nặng, vì khi chúng ta khiêng đồ và bắt đồ là đi đâu xa rất là lâu và mệt mỏi, nên tôi mong muốn là phát minh của tôi sẽ mang lại nhiều điều hữu ích cho mọi người và mang lại những điều giá trị tích cực nhất, để khi mọi người cần chiếc xe đạp thì chiếc xe đạp sẽ mang lại điều và làm cho mọi người cảm giác như là mọi công việc trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Đấy chính là khi mà chúng ta tự hào và tự nói về bản thân mình sáng chế chiếc xe đạp và mình mong muốn giúp đỡ cho mọi người. Nhưng đối với mặt tích cực thì sao? Để xem mình nghĩ thế nào để nói trong tiêu cực của mình kiêu căng, kiêu ngạo. Tôi đã phát minh một chiếc xe đạp cực kỳ tuyệt vời, nó có thể giúp ích cho mọi người cực kỳ nhiều luôn. Đấy, mọi người thấy không, mọi người đi làm mình bỏ đi, tôi có chiếc xe đạp này đó, chính cái giọng điệu của mình, sự kiêu căng, sự kiêu ngạo, khinh thường. Ví dụ chiếc xe đạp này chỉ có tôi mới làm ra được thôi, chứ không có tôi thì sao mọi người có chiếc xe đạp này có thể đi lại được, là một phương tiện đi lại chở đồ một cách thuận tiện như vậy được, đúng không nào? Đúng. Mọi người cảm thấy công nhận không? Đúng, đấy, tôi thật sự xóa được, đúng. Tôi tự hào bản thân của mình nói như vậy. Thì đấy, chính cái giọng điệu, chính cái cách nói, chính cái ý, những lời của mình nói ra, nó không có thể là khiến cho người khác cảm thấy là rất là khó chịu khi nghe, khi mà họ cảm thấy người hạn chế, nhưng mà hạn chế cách khinh thường người khác, coi thường người khác, và không muốn nâng cao hoặc là muốn cho mọi người chú ý, để thu hút ánh nhìn mọi người vào mình. Thì mình cuộc sáng tạo cái này không ai làm được luôn. Đấy, chính như vậy, nó là một kết quả mà hướng đến sự tiêu cực, để khiến cho mọi người, để khiến cho chúng ta, cho mọi người có thể mất niềm tin và kết quả của sự kiêu ngạo, kiêu căng này, sự hãnh diện quá đà này, mà chúng ta không khó kiểm soát được những hành vi, giọng nói hoặc là những hành động của mình toát ra ngoài, thì nó sẽ ảnh hưởng đến mất niềm tin từ mọi người. Không, việc này sẽ không mất niềm tin từ ban đầu nhé. Mình sẽ nhắc lại là không ban đầu. Nhưng mà khi chúng ta thất bại thì sao? Chúng ta thất bại mà chúng ta
như là khoe khoang, hoặc là chúng ta khoe khoang cái mà những điều mà hạn chế hão huyền chẳng hạn, cái mà rất khó làm chứ gì, cứ để tôi nhưng cuối cùng tôi làm được, dần dần sẽ mất đi niềm tin từ mọi người, lòng tin tưởng. Vì cái chính lòng tin nó là một thứ rất khó để có thể xây dựng lên được, vì lòng tin nó phải xây dựng một cách từ từ, phải củng cố rất từ từ chắc chắn để nó trở nên kiên cố. Nhưng nếu mà lòng tin mà nó đã chẳng đánh mất đi thì rất khó để chúng ta có thể xây dựng lên lại được. Vì xây khó nhưng mà đập đi thì cực kỳ là dễ dàng, chỉ cần chúng ta phạm lỗi một hai lần và khiến họ mất lòng và khiến họ cảm thấy mình là không còn đủ khả năng để tin tưởng mà mình làm được gì cũng gây ảnh hưởng đến người khác, thì rất khó để có thể tạo được lòng tin. Và đó chính là hậu quả mà hãnh diện đó. Có thể là hậu quả của hãnh diện khiến chúng ta như vậy. Chúng ta đừng kiêu ngạo, kiêu căng, mà chúng ta hãy mang lại hướng những điều tích cực, những giá trị cốt lõi, nhân văn cho mọi người xung quanh. Đừng có khoe khoang hay là khinh thường bất cứ người khác, mà chúng ta phải hướng đến những giá trị chung, chúng ta tự hào về bản thân của mình được, đúng không? Nhưng chúng ta đừng có khoe khoang, chúng ta tự hào về bản thân của mình và coi đó là những mục tiêu để chúng ta phấn đấu và mang lại nhiều giá trị cho chính bản thân mình, cũng là hài hòa và chia sẻ những gì mình đạt được cho mọi người xung quanh, để mọi người có thể là cảm công nhận và có thể áp dụng, và nó mang lại nhiều hiệu quả đến mọi người xung quanh rất là nhẹ nhàng, đúng không? Đó chính là những điều mà hãnh diện, từ khóa hãnh diện mình muốn nhắc đến cho mọi người. Đầu tiên, và mình xin nhắc lại, hãnh diện ở đây nó sẽ có hai mặt, tiêu cực và tích cực, nên chúng ta hãy hướng đến những điều tích cực. Chúng ta biết được tiêu cực đấy để chúng ta phải kiểm soát được những hành vi của mình, đừng có làm quá lố lăng để khiến mọi người mất niềm tin. Vì khi mình nói lố hoặc mình nói khinh thường là khoe khoang ấy, thì khi mình giọng điệu mình nói lên thì người khác sẽ cũng thấm hầm, cũng ngấm ngầm để hiểu được những lời mình nói. Nhưng mà mình muốn mang lại nhiều giá trị tích cực cho mọi người theo hướng là tích cực hơn, mình muốn mang lại giá trị, mình tự hào bản thân và mình mong muốn về khả năng của mình có thể mang lại giúp ích cho mọi người, có thể cống hiến cho xã hội, thì mọi người sẽ công nhận và có thể tin tưởng vào bản thân của mình và tin tưởng vào chính mình. Đó là điều lợi ích, những điều tích cực mà hãnh diện mang lại chúng ta. Nó tạo nguồn động lực cho chính bản thân mình, là chúng ta hướng đến những mục tiêu cao cả hơn để chúng ta có thể đạt được nhiều thành tựu và mang lại nhiều giá trị hữu ích và tốt đẹp hơn. Đồng thời nó cũng hãnh diện, nó cũng giúp chúng ta là chia sẻ với bất kỳ mọi người để cho mọi người có thể nhìn nhận và hiểu rõ được giá trị mà những công việc, những hành vi của mình đã làm được, tạo nguồn động lực và khiến cho bản thân của chúng ta có thể tin tưởng vào bản thân và xây dựng một niềm tin vào chính bản thân của mình. Chúng ta có lòng tin thì chính người khác sẽ tin tưởng vào bản thân mình. Mình tin vào bản thân của mình thì mình mới có thể làm cho mọi người tin vào bản thân của mình. Đó chính là những điều mà hãnh diện muốn nói. Chúng ta phải biết kiểm soát nó, đừng để sự kiêu ngạo, kiêu căng làm ảnh hưởng đến những giá trị, những gì mình đang muốn đạt đến. Chúng ta biết kiểm soát cảm xúc, hãy tự hào về bản thân của mình thôi. Và tự hào mình phải mang lại giá trị, nhiều điều tích cực cho mọi người. Đừng khoe khoang và đừng khinh thường mọi người. Đó, nếu mà chúng ta làm vậy thì luật nhân quả, chúng ta biết mà, đúng không? Đúng, nó sẽ hiện rõ cho chúng ta. Và đó là những điều mà từ khóa hãnh diện mình muốn chia sẻ cho mọi người và cho các bạn, để các bạn có thể hiểu rõ hơn về những điều tích cực mà hãnh diện nó mang lại chúng ta. Đúng, chúng ta cần có sự hãnh diện, nhưng nó ở mức vừa phải, đừng đạt đến giới hạn những hãnh diện quá đà và hãnh diện hão huyền quá, và chúng ta hãy kiểm soát những hành vi của mình. Đó chính là những điều mà mình muốn chia sẻ cho các bạn trong buổi video ngày hôm nay. Và xin chào, hẹn các bạn gặp lại các bạn ở video lần sau. Nếu mọi người có bất kỳ thắc mắc hoặc là muốn chia sẻ thêm về, hoặc là các bạn có thể là chia những gì mình đã làm được trong đầu tháng này, chẳng hạn trong một tuần, gần một tuần, tháng ở đầu ở tháng 8 này, thì mọi người hãy chia sẻ để mình có thể là biết thêm những gì các bạn đã làm được, những thành quả của các bạn, để mình cảm thấy các bạn thực sự là tự hào với những thành quả mình đã làm đạt được. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.